Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách kết nối máy chấm công với hệ thống chấm công của Base. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng truy cập vào phần mềm. Để có thể kết nối được máy chấm công của doanh nghiệp với hệ thống chấm công của Base, thì đầu tiên các anh chị cần phải tải một phần mềm có tên là Base Check-in Client. Và ở dưới mô tả của video này, tôi có đính kèm cái đường link để anh chị có thể dễ dàng truy cập và download cái phần mềm này về. Khi truy cập vào đây thì anh chị sẽ chọn vào download và download trực tiếp cái này về trên máy của mình. Ở đây thì tôi đã download rồi. Bây giờ thì tôi sẽ thực hiện thao tác cài đặt. Anh chị sẽ chọn là More Info và chọn Run Anyway. Phần mềm Base Check-in Client sẽ giúp các anh chị có thể kết nối máy chấm công của công ty với hệ thống chấm công của Base. Khi download và cài đặt thì nó sẽ hiển thị ra một giao diện như thế này. Sau khi mà đã cài đặt xong thì chúng ta sẽ bắt đầu test một cái device mới. Ở đây thì chúng ta sẽ thêm thông tin máy chấm công vào đây. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn tên máy chấm công của công ty tôi là 1, ID là 192.168.1.202 hoặc là 4370. Rồi kiểu kết nối là TCP, một số máy chấm công sẽ là UDP. Ok, nhưng mà tuy nhiên cái loại phổ biến sẽ là TCP nha anh chị. Và phương pháp kết nối thì ở đây chúng ta sẽ chọn là Latch Dataset. Ok, và khi chúng ta kết nối nó xuất hiện chữ connected là coi như là chúng ta đã kết nối thành công. Và mình có thể hiểu là những máy chấm công mà khi chúng ta add device và nó có connected là máy chấm công phù hợp với hệ thống chấm công của Base. Nếu anh chị muốn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt thì anh chị chỉ cần chọn vào đây, chọn lại tiếng Việt. Ok, đã kết nối. Tương tự nếu mà công ty các anh chị có nhiều máy chấm công thì mình cũng thêm thiết bị và mình nhập thông tin IP, thông tin máy chấm công và kết nối, vậy là được. Sau khi mà anh chị đã kết nối thành công máy chấm công với check-in client thì tiếp theo chúng ta sẽ làm thao tác là đồng bộ và tải dữ liệu từ máy chấm công về trên phần mềm này. Trong thời gian chờ đợi dữ liệu chấm công đang được download về đây, tôi sẽ thực hiện thao tác đăng nhập. Và để thao tác đăng nhập được lên Base Check-in Client thì chúng ta sẽ quay trở lại Base HRM. Anh chị sẽ vào Base HRM, chọn cài đặt, chọn văn phòng mà mình muốn kết nối. Và anh chị sẽ thêm một cái client check-in. Ở đây check-in client, anh chị sẽ thêm một cái máy thông tin chấm công lên trên này, tôi đã thêm trước đó rồi. Thì khi anh chị thêm thì anh chị có thể đặt tên là máy chấm công, tôi đặt vậy cho dễ phân biệt. Anh chị sẽ chọn lại là local machine và mật khẩu thì có thể đặt 1 đến 6 cho dễ nhớ, ví dụ như vậy, sau đó lưu lại. Mục đích của việc tạo một check-in client để ở đây là gì? Là mình muốn khai báo cho Base HRM biết rằng là tôi muốn kết nối một cái máy chấm công với hệ thống chấm công của Base. Ở đây thì dưới cái máy chấm công nó có một cái token này, tôi sẽ copy cái token này. Rồi. Và ở đây thì mật khẩu của nó là từ 1 đến 6. Sau đó thì tôi sẽ chuyển sang cái phần check-in client này, tôi chọn đăng nhập. Tôi sẽ chuyển cái token vào đây, mật khẩu là từ 1 đến 6. Ok. Thì như thế là tôi đã hoàn thành thao tác thứ nhất là kết nối phần mềm Base Check-in Client với máy chấm công của công ty. Và thứ hai là tôi đã đăng nhập Base Check-in Client với hệ thống Base HRM. Sau đây thì để dữ liệu có thể tự động chuyển lên hệ thống mỗi lần có một nhân viên check-in thì chúng ta cần làm thao tác tiếp theo. Đó là lên hrm.base.vn. Các anh chị sẽ kéo xuống dưới và chọn vào mục lịch làm việc. Trong mục lịch làm việc này thì có một phần là mã chấm công. Anh chị cần phải khai báo đầy đủ mã chấm công cho nhân sự. Thì khi mà dữ liệu ở cái phần mềm nó đổ lên thì nó mới hiểu là số chấm công đấy là của nhân viên nào. Ví dụ như ở đây tôi có số là, ví dụ như là 1103 đi. Tôi sẽ thêm cái mã chấm công này cho một nhân viên ha. Ví dụ như là Tuấn Anh, CEO, ví dụ như vậy. Tôi phải chọn đúng cái văn phòng mà tôi đã cài đặt từ trước. Trong trường hợp vừa rồi tôi đang chọn là Hồ Chí Minh Office. Đó, thì tôi chọn Hồ Chí Minh Office và là 1103. Tôi lưu lại. Anh chị có thể thấy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua checkin.base.vn để chúng ta theo dõi dữ liệu chấm công hiện tại của anh Tuấn Anh. Hiện tại anh Tuấn Anh chưa có dữ liệu chấm công nào trên hệ thống. Tháng trước anh Tuấn Anh cũng chưa có dữ liệu chấm công. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thao tác là push cái data chấm công ở trên máy chấm công vừa rồi. Đây, 1103 lên trên hệ thống.
Sau khi đã đồng bộ xong thì chúng ta sẽ làm thao tác đẩy. Tôi sẽ đẩy dữ liệu này, tôi sẽ lấy là từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Ok. Rồi, quá trình đẩy hoàn tất. Sau đó thì tôi sẽ lên trang này, tôi chạy lại trang. Thì anh chị có thể thấy là dữ liệu chấm công từ trên máy chấm công đã được đổ về Base Check-in Client. Và từ Base Check-in Client tôi đã đẩy lên hệ thống chấm công của Base và nó ghi nhận là Trần Tuấn Anh đã đi vào những thời gian này. Đây, của tháng trước. Đó, dữ liệu chấm công của anh Tuấn Anh đã được boost lên hệ thống. Thì đấy là quá trình mà tôi kết nối máy chấm công với Base Check-in Client. Và từ Base Check-in Client tôi chọn đăng nhập, tôi nhập data về và tôi đẩy data lên phía trên. Để có thể sử dụng hệ thống này thì đầu tiên anh chị cần tải Base Check-in Station. Thứ hai, chúng ta cần tạo một cái token tại mục văn phòng. Trong từng văn phòng anh chị sẽ tạo token tương tự, ví dụ ở đây là máy chấm công. Thao tác số 3, đó là anh chị cần kéo xuống phần lịch làm việc, chọn mẹ chấm công và thêm mẹ chấm công cho tất cả các nhân sự. Tôi hiểu rằng là một số công ty sẽ có rất là nhiều nhân viên. Thay vì phải thêm mẹ chấm công cho từng nhân viên thì ở đây chúng ta có thể import check-in code từ Excel. Anh chị chỉ cần tạo một file Excel mẫu theo cái mẫu ở đây, có employee code, tên nhân viên, văn phòng và mẹ chấm công là được. Sau khi mà chúng ta đã khai báo đầy đủ thông tin thì mỗi một ngày khi mà nhân viên vô thì dữ liệu sẽ tự động đồng bộ và đẩy lên hệ thống để ghi nhận dữ liệu chấm công cho từng người nhân viên đó. Ở đây thì anh chị sẽ chú ý một thao tác thiết lập ở cuối. Đó là tự động đẩy thì ở đây ưu tiên và khuyến khích anh chị để là 15 phút mỗi một lần đẩy. Thì dữ liệu khi mà một nhân viên mới chấm công thì nó sẽ tự động sinh về trên Base Check-in Client. Và từ Base Check-in Client này nó sẽ tự động đổ lên trên hệ thống chấm công của Base.vn. Đó. Thì hàng ngày anh chị có thể theo dõi dữ liệu chấm công của mình online thông qua check-in.base.vn là được. Rồi, mong rằng anh chị có thể tải app, có thể kết nối app với máy chấm công của Base, có thể đẩy data lên trên hệ thống và có thể đưa dữ liệu thông tin mẹ chấm công của nhân sự lên trên phần mềm. Chúc anh chị thành công. Vậy là chúng ta đã kết nối được máy chấm công với hệ thống của Base, đã cung cấp được mẹ chấm công của nhân sự lên trên hệ thống HRM. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, anh chị có thể thực hành theo video này để có thể nắm rõ hơn về hệ thống. Cảm ơn tất cả các anh chị.